Xin chào các bạn. Hôm nay Lucas giới thiệu sản phẩm lò nướng Sanaki. Model là VH909N. Dung tích 90 lít. Công suất 2400W. Cửa kính 2 lớp. Tiết kiệm điện năng 30%. An toàn cho người sử dụng. Lò nướng 90 lít, vỏ bằng inox. Bây giờ chúng ta sẽ mở thùng ra. Đây là bộ phụ kiện chúng ta tặng để đây. Chúng ta xem qua về bộ phụ kiện thực phẩm trước. Đi kèm theo lò thì sẽ có là một vỉ. Đó. Một vỉ khay. Đây là khay của cái lò. Xin quay mình có hai đầu, chúng ta thử vít cái ốc quay nào. Chúng ta lần lượt cho từng đầu xin quay vào. Rồi vít ốc lại. Tương tự vậy chúng ta cho thêm xin quay trong tay để xoay quay gà, quay vịt, quay gì đó, quay thịt. Chúng ta cho vào đây, chúng ta vít một cái ốc thứ hai, vít một cái đầu thứ hai lại cho nó chặt, giữ cố định đồ ăn lại. Đây là một cái tay cầm để lấy cái xiên ra. Chúng ta lấy giống như vậy. Đó. Ngoài ra còn có một cái khay và vỉ. Đây là tay. Tay cầm để khay và vỉ. Tiếp tục là chúng ta còn một cái sách hướng dẫn và một cái phiếu bảo hành. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua về lò nướng Sanaki VH909N 90 lít, vỏ bằng inox. Vỏ bằng inox.
ở bên trong lò thì có chúng ta quan sát ở dưới có thanh nhiệt hình chữ U, ở trên cũng có thanh nhiệt hình chữ U, cửa kính thì bằng hai lớp cửa kính giúp tiết kiệm điện tới 30%. Trong lò chúng ta để ý sẽ thấy có một chỗ để sinh quay, một quạt và một bóng đèn. Bởi chúng ta phải để những cái phụ kiện vào. Bộ khay thì chúng ta thường để ở phía dưới để hắn dầu mỡ rớt. Vỉ chúng ta để từ trên. Tiếp đến là chúng ta để cái xin quay. Chúng ta có hai cái phụ kiện để lấy. Đây. Tay lấy. Đây. Đây là tay để lấy xiên. Bây giờ chúng ta sẽ coi chi tiết. Chúng ta sẽ coi chi tiết 4 phím chức năng. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết về các nút điều khiển của đồ lửng Saraki VH909N. Nút điều khiển đầu tiên là nút về chế độ xin quay và quạt. Nút đầu tiên chúng ta ở bên tay phải là off, là không có chế độ nào cả. Bên trên là chế độ xin quay. Bên tay phải là chế độ quạt. Và phía dưới là chế độ vừa xin quay vừa quạt. Rồi cái nút thứ hai là nút về nhiệt độ. Nhiệt độ từ 100 từ 250 độ C. Nút thứ ba là nút về thanh nhiệt. Chúng ta sẽ có đầu tiên là off. Thứ hai là thanh nhiệt trên. Thứ ba là thanh nhiệt dưới. Và cuối cùng là cả hai thanh nhiệt trên và dưới. Và nút cuối cùng là nút về thời gian. Chúng ta có thời gian từ 0 tới 60 phút. Nút thời gian chính là nút về tính năng là mở lò để hẹn giờ. Bây giờ chúng ta thử mở lò lên. Rồi chúng ta quan sát vào bên trong. Trong của lò, phía dưới là có thanh nhiệt hình chữ U. Ở phía trên cũng có thanh nhiệt hình chữ U. Rồi trong lò kèm theo một cái đèn, một xin quay và quạt. Bây giờ chúng ta thử về chức năng xin quay. Đó, thấy xin quay rồi. Thứ hai là thử về chức năng về quạt. Rồi, quạt quay. Chúng ta có thể nhìn kỹ hơn về lò, về bên khoang lò. Chúng ta nhìn kỹ hơn về cửa kính. Cửa kính hai lớp. Một lớp kính ở phía trong. Còn một lớp kính ở phía ngoài.
Giờ giờ ta tắt tắt nó đi. Và chúng ta phải đo chi tiết kích thước của lò. Lò dài 73 cm, cao 43, chiều sâu chúng ta sẽ đo cả phần tay tay cầm. Là 45. Khoang lò, khoang lò dài khoảng 53. Chiều sâu khoảng 36. Chiều cao chúng ta lưu ý có hai chiều cao. Một là chiều cao từ phía dưới lên tới phía trên. Chiều cao từ phía dưới lên tới phía trên là khoảng 38. Nhưng mà chúng ta lưu ý nó có hai cái thanh nhiệt chạm ở phía trên. Chúng ta sẽ đo chiều cao của hai thanh nhiệt. Chiều cao của hai thanh nhiệt khoảng 30 cm. Rồi chúng ta đo kích thước của khay. Kích thước của khay là 54 x 35. Tương tự kích thước của vỉ như vậy. Chuẩn bộ sản phẩm bao gồm lò, một khay, một vỉ, xiên, hai tay cầm. Kèm thêm một cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Việt và phiếu bảo hành. Lukasa bán lò nướng Saraki là bán lò nướng chính hãng, kèm theo phiếu bảo hành của hãng. Phiếu bảo hành này chúng ta có thể bảo hành được tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc, tức là không riêng gì chúng ta ở Sài Gòn, chúng ta ở các tỉnh đều có các trung tâm bảo hành ở đó. Hiện tại Lukasa bán lò liên tỉnh rất là nhiều. Quý khách hàng thì cứ mua lò Lukasa ta chuyển qua chành xe. Lý do là nó rất là to, chúng ta rất là khó chuyển COD, vì COD chi phí rất là mắc. Chuyển qua chành xe thì Lukasa thường là thu tiền qua chuyển khoản hoặc thu tiền tại chành xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khách hàng cứ lo lắng rằng chuyển khoản sẽ bị mất tiền. Lukasa đảm bảo rằng Lukasa nhận được tiền sẽ chuyển hàng đến đúng địa điểm khách hàng yêu cầu. Lukasa không có lừa đảo hoặc là chiếm đoạt các số tiền khoảng vài triệu đồng. Lukasa là một công ty có tư cách pháp nhân có giá trị, nên chúng ta nên không đáng để lừa mấy triệu đồng của khách hàng. Nên chúng ta cứ chuyển khoản rồi Lukasa sẽ giao hàng tận nhà, tận chỗ xe. Thường là khách hàng thường ra lấy hàng tại chành xe tại các tỉnh đó. Còn nếu chúng ta chuyển qua COD rất là mắc, thông thường là rất là khó chuyển, tại vì cái lò 90 lít rất là to. Rồi, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phần giới thiệu sản phẩm lò nướng Sanaki VH909N 90 lít vỏ inox, cửa kính 2 lớp, có đèn bên trong, có thanh nhiệt trên, thanh nhiệt dưới. Rồi, xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video lần sau.